Rồi, em chào tất cả anh chị em nha. Hôm nay lấy con ba lô ra làm cho khách nè anh chị. Hôm nay khách cọc rồi. Ngày em đang đổ cái bát lên nè. Tại vì ảnh không chịu cái này. Bổn thôi chú, cái chú kia sổ đầu xịt là chú mua rồi. Chú mua Tanaka kia rồi. Là cái này. Cái này nó có gieo gò chú thấy lòng thòng quá nè. Đó, là em làm cái miếng này. Là lên đây nè anh chị. Rồi xong bật lên đây. Là miếng dày liền luôn anh chị. Chứ không lấy sắt hàng nói nha, nếu mà em hàng nói thì nó dễ, nhưng mà nó không có nhìn, nó không có lịch sự anh chị. Vậy là lịch sự luôn anh chị. Vậy là đẹp luôn á, nó hơi cực chút nha anh chị, cắt miếng này phơi nha anh chị. Cắt bằng tay không mà, chứ em không có mấy cái máy cắt đắt mang nha anh chị. Đó. Đây nè. Vừa nhận con máy của khách. Nãy em quên quay trước. Mà không biết anh này anh kêu em làm gì mà em không biết luôn. Số điện thoại anh nằm đâu luôn. Số điện thoại không đâu rồi. Em đâu có thấy số điện thoại đâu kìa. Anh có ghi gì trong đây không kìa? Không. Em đâu thấy ghi gì đâu, không biết. Tại vì Zalo em nhiều quá, có gì anh xem này lại gì anh điện em nha. Tại vì không biết bữa điện em cái máy này sao. Bữa ông nào cũng điện em cái máy nào mà ta. Em nhớ đâu phải cái máy TG này ta. Giờ sao cái TG này em không hiểu nữa. Thì tại vì cũng lu bu quá anh chị ơi. Làm cái nó gói cái đầu không nhớ luôn anh chị. Chế gì vậy? Chế xịn luôn hả? Chế xịn mới anh chị ơi. Chứ không phải chế bãi đâu nha. IK nè. Quy kép IK nè. Quên gồ mới. Nhìn chế mới. Phải không ta? Nó có một đời chế bóng giống gì nữa. Đúng rồi em nhớ rồi. Có một đời chế bóng giống gì là nó là của thằng gì ta? Thằng Sinewa hả vậy? Đúng rồi Sinewa. Thằng nào em cũng quên luôn. Mà chế này nhìn giống chế mới luôn anh chị ơi, chứ không phải chế con chế zin đâu. Chế zin nhìn đâu có nhìn chế zin nhìn nó chắc lắm, theo máy nhìn nó chắc lắm. Con loại nó bạc bạc như vậy nè, mà nhìn nó chắc lắm. Này máy khách nha anh chị. Máy khách đua sữa mà em không biết sữa gì luôn, em cũng quên mất tiêu luôn rồi. Cái này cái nút tắt này mất tiêu rồi. Nó mà không biết sữa gì em không nhớ luôn. Thì anh khách anh điện nói đua sữa đâu mà không biết sao nữa. Cứng là ok, đạn cho anh cứng là ok. Biết này bị gì thì ta. Để chút em chắc em phải đợi, nhưng mà cái máy nó phải đợi vài ngày nữa quá. Để em dọn cái máy này cho khách rồi làm lặt vặt lắm anh chị. Hai ngày nay em làm mấy cái đàn đuối luôn. Vừa làm rồi vừa khách nhắn tin vừa điện thoại nên chị rồi cái đầu quán luôn. Nó nhiều quá cho nên không nhớ nổi cái quán luôn chị. Rồi để đi lại đi. Không biết cái này máy này làm gì em không nhớ luôn nữa. Chút rồi lấy ra kiểm tra lại ra. Mà sao cái tờ giấy này không có để của ảnh ở đâu ta. Sao để gửi cho em là ở đâu trời. Hay là anh gửi lên chế ra ngang ta. Không nhớ nữa. Chưa ghi nội dung gì chứ. Biết đường đâu ấy. Rồi thôi em chào anh chị.